hãy do ăn. Thì ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật thầy bảo thật các con sẽ than vang khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn vì giờ đã đến, nhưng đã sinh con rồi thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng thầy sẽ gặp lại các con và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó, các con sẽ không còn hỏi thầy thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý sơ, quý bạn, chị em, sáng thứ ba vừa rồi, bà cha xứ đã làm phép nhà hài cốt thứ hai trên lộ 1. Hôm đó ai lên thì con nghĩ sẽ vui mừng, bởi vì có thêm một nơi để những người qua đời của trong giáo xứ có thể được có nơi để đặt để. Mà sắp tới thì hội trường cũng chuẩn bị xong, thế nhà xứ bảo chắc phải đãi được cả trăm bà. Ngày đó thì ai cũng vui, nghe nói còn có quà, không biết quà gì. Chắc chắn chúng ta nhận quà hay là chúng ta đi ăn tiệc, những cái việc gì đó chúng ta sẽ vui rồi. Hay là các con đang học, đang thi học kỳ, thi thì vất vả, nhưng mà thi xong thì đợi gì? Đợi điểm. Nếu mà điểm mà cao thì vui. Nhưng mà cái niềm vui của chúng ta, cái niềm vui chúng ta có nhà hài cốt mới, cái niềm vui chúng ta có hội trường gần xong, niềm vui các con thiếu nhi có điểm tốt, nó được bao lâu? Thì một ngày, một tuần là dài đó, có khi 5 phút là hết vui. Vậy chúng ta thử hỏi nhau xem, có niềm vui nào mà nó kéo dài không? Có niềm vui nào mà vui mãi không? Chắc ở trên thế gian này không có. Nhưng mà Chúa Giêsu lại báo cho chúng ta về niềm vui đó. Ngài nói với các tông đồ: Thầy sẽ gặp lại các con và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai lấy mất được. Gioan chương 16 câu 22. Niềm vui của thế gian là niềm vui chóng qua, rất ngắn ngủi. Có thể là niềm vui tội lỗi, thấy người ta khổ mà mình vui. Còn nhớ là hồi bé, các anh chị ở gần xóm có cái trò, chắc cũng không khuyến khích bây giờ cái con thiếu nhi làm. Ở cái tiệm người ta có cái bán hàng thì nó có những cái bảng nhỏ nhỏ đặt ở trước cửa nhà, thì cứ thấy chủ nhà vắng vắng, đó là mấy anh chị là khiêng cái bảng đi qua cái nhà kế bên. Xong rồi chủ nhà ra không thấy cái bảng đâu hết trơn, xong rồi đi tìm. Thì mấy người này đứng xa xa rừng, thấy cái chiều, thấy người ta đi tìm như vậy thì lại cười phá lên vui, thấy người ta lo lắng như vậy mà vui. Thì cái niềm vui đó nó có vẻ hơi lầm lạc một chút. Nhưng mà có cả những niềm vui thấy người ta đau khổ, thấy người ta bị tai nạn chẳng hạn, mà người đó là kẻ thù của mình, thì đôi khi nhiều người lại hạ giận hơn. Vâng, niềm vui của thế gian là vậy, niềm vui chóng qua mà có khi niềm vui tội lỗi. Chỉ có niềm vui trong Chúa, niềm vui mà Chúa Giêsu hiện diện, niềm vui Chúa phục sinh ở với mình, thì niềm vui đó mới là niềm vui mãi mãi, niềm vui kéo dài. Và chính Chúa Giêsu đã thực hiện niềm vui này khi Ngài thi hành, khi Ngài vâng phục hoàn toàn thánh ý của Chúa Cha để bước vào cuộc khổ nạn. Chắc chắn cuộc khổ nạn thì phải đau khổ, và Ngài dùng một cái hình ảnh rất là đời thường, mà chắc là các
bà, các cô, các chị em phụ nữ cảm nhận được là hình ảnh của người phụ nữ sắp sinh con. Người ta gọi là vượt cảnh. Thì trước khi vượt cảnh ai cũng lo lắm, nhưng mà sau khi vượt cảnh, sau khi có một em bé được ra đời, thì niềm vui nó sẽ làm cho cái đau khổ, cái vất vả trước đó nó tan biến. Con nói như vậy nhưng mà con không có cảm xúc nhiều, nhưng mà con chia sẻ cái kinh nghiệm của con là học trong trường viện, học 10 năm vất vả. Nhưng mà cái ngày mình được chịu chức ấy, thì tất cả những vất vả cái không có cái lý gì cả, mà nó chỉ còn là niềm vui. Và trước đó càng vất vả thì niềm vui nó lại càng lớn. Bây giờ mà gọi một anh thanh niên nào đó, chẳng hạn như ở dưới này có anh các chị giáo lý viên, ai giáo lý viên là cái giáo mục gọi lên, bây giờ tôi phong chức cho anh làm linh mục, chắc chẳng có cảm giác vui gì đâu, thế nó lạ lạ thôi. Nhưng mà nếu qua chương trình đào tạo nhiều năm thì khi mà nhận chức ấy, chúng ta chuẩn bị có 9 tân linh mục mới của giáo phận của chúng ta, thì những vị tân chức đó mà đón nhận được chức thánh thì rất là vui. Tất cả những khổ cực trước đó không có nghĩa lý gì cả. Vậy trước niềm vui của thế gian và niềm vui của Thiên Chúa, chúng ta sẽ chọn niềm vui nào? Chắc chắn ngoài miệng chúng ta nói là chọn niềm vui của Chúa rồi, tuy nhiên xu thế của chúng ta là con người yếu đuối, vẫn thích chọn cái gì nó dễ dãi, vẫn thích chọn cái gì nó thỏa mãn được cái bản năng của mình. Nhưng mà chúng ta được mời gọi hãy chọn niềm vui của Chúa, bởi vì chỉ có niềm vui đó mới là niềm vui thật, niềm vui trọn vẹn, niềm vui mãi mãi. Amen.